Xin chào mừng các bạn đã trở lại trungtrần.vn. Hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn về một mẫu laptop chơi game tầm trung giá cực kỳ tốt tại trungtrần.vn, bán chạy nhất bên mình, đó chính là mẫu Dell Inspiron 15 7559. Thì ở bên mình đang có hai phiên bản, đó chính là phiên bản i5 với cấu hình là i5 6300HQ, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB, đi kèm một ổ HD 500 và đi kèm với con i5 là một cạc GTX 960 đến từ NVIDIA. Thì cái card này có dung lượng là 4GB. Ngoài ra thì bên mình có thêm một cái option nữa, đó chính là i7. Thì trên cái phiên bản i5 này thì giá bên mình đang là 14.800.000. Còn phiên bản i7 thì cao hơn 2 triệu đồng, đó chính là 16.800. Thì hôm nay mình muốn làm clip này để so sánh hiệu năng, test thực tế cái phiên bản Core i5 liệu 14.800 có thể cân nổi cái tựa game hot nhất bây giờ, đó chính là PUBG hay không. Thì chúng ta sẽ cùng xem thử. Thì ở trước mắt các bạn đây chính là cái giao diện của cái tựa game PUBG mình đã bật sẵn ở dưới này rồi. Đây thì chúng ta sẽ cùng xem. Thì các bạn có thể chú ý trên cùng này là chính là thông số FPS. Đây thì mình sẽ cùng ấn Start. Mình sẽ zoom kỹ lại hơn một chút cho các bạn xem nhé. Đấy thì cái con Dell Inspiron 15 7559 này thì mình nghĩ rất là phù hợp cho các bạn nào mà đam mê tựa game PUBG này mà chỉ là sinh viên thôi, có kinh tế không quá là nhiều, chúng ta có thể dư tiền đầu tư cái khác. Thì mình đang test thử trên cái phiên bản 7559, phiên bản i5, phiên bản thấp nhất bên mình, giá chỉ từ 14.800.000 thôi. Nếu mà bỏ ra một cái số tiền để mà mua các laptop chơi game hiện tại trên thị trường ấy thì mình nghĩ cái mức giá nó sẽ rơi vào khoảng tầm trên 20, từ 25 đến 30 triệu để có một cái dòng laptop chơi game gọi là ổn định và cấu hình hẳn hoi. Thì cái phiên bản cái card GTX 960M đấy thì các bạn có thể lên Google search xem. Thì cái trên mạng thì rất là nhiều người đánh giá là cái dòng card GTX 960 này nó mạnh tương đương với cái dòng GTX 1050. Mình thì cũng thử test thử cái tựa game PUBG này trên phiên bản Core i5 rồi thì mình thấy nó cũng rất là mượt. FPS thì nó cũng dao động trong khoảng từ 60 đến 65. Tất nhiên một số cái bối cảnh nó nhiều cái khung hình ấy thì nó có thể tụt giảm đi một chút, dao động trong khoảng tầm cộng trừ 5 FPS. Thì mình nghĩ với cái tựa game này thì mức FPS thế mình nghĩ là tạm chấp nhận được, gọi là ổn. Nếu mà để mà chơi game mượt ấy thì 60 FPS là ngon nhất. Tất nhiên với cái số tiền 14.800.000 đồng mà các bạn bỏ ra ấy thì mình nghĩ khó có một laptop chơi game nào trên thị trường có thể đánh bại cái con này. Đây là bước đầu vào game thì chúng ta có thể thấy FPS ở trên cùng màn hình thì nó đang dao động trong khoảng là 70 cho đến 60 đến 80, rất là nhiều. Mình sẽ cùng test thử luôn. Đấy thì cái clip hôm nay để cho các bạn xem là liệu với con i5, chỉ chip Core i5 thôi, card GTX 960 liệu có đủ để cân nổi cái tựa game PUBG không, hay là các bạn phải lên i7. i5 dòng này là i5 dòng chip HQ các bạn nhé, cái dòng chip hiệu suất cao giúp chơi game mượt mà hơn. Bên mình thì cái tầm tiền này thì có thêm những cái dòng máy chạm là chip MQ, nhưng mà những cái dòng đấy thì nó thiên về làm đồ họa nhiều hơn, như dòng Dell Inspiron 4700, 4800. Đây là đã tiếp xúc mặt đất rồi, thì cái FPS ở trong quanh đây nó dao động trong khoảng tầm 50, bởi vì chỗ này mình thấy có khá là nhiều bối cảnh. Và trong nhà thì nó đã tăng lên đến hơn 60, chính xác là 63 FPS. Hiện tại cấu hình này mình nó để là cấu hình thấp thôi, nó không phải là quá cao, vì trên cái dòng card GTX 960 ấy, thì trên laptop nó cũng không được quá mạnh như trên máy bàn đâu. Nên nếu mà các bạn chơi cái tựa game này thì mình nghĩ để lâu hoặc là medium, còn trung bình ấy,
thì là được. Đấy, các bạn để xem FPS trong nhà nó dao động trong khoảng tầm 50 đến 60. Con này đang là 57, 58. Mình đang đi nhặt đồ thôi. Tất nhiên thì nếu bạn nào có một tựa game nào đấy mới lạ hơn thì các bạn có thể comment phía bên dưới thì mình sẽ cố gắng làm cái video xong chờ sớm nhất. Vâng, vừa đi chạy nhặt đồ đã bị bắn rồi. Nhanh quá. Thật sự mình cũng không phải giỏi cái tựa game này lắm đâu. Đấy thì như các bạn thấy với cái tựa game này nó sẽ dao động trong khoảng tầm 55 cho đến 60 nếu mà cho các bạn chạy ngoài trời, còn trong nhà tất nhiên nó sẽ cao hơn. Thì với cái tựa FPS này với cái giá 14.800.000 cho một cấu hình i5 6300HQ, RAM 4GB, các bạn có thể nâng cấp lên 8 hoặc 16GB cùng ổ cứng đi kèm là SD128 và một ổ HD500 cùng cả GTX 960M, dung lượng 4GB các bạn nhé. Các bạn nhớ là cái dòng card GTX thì hiện tại nó có hai loại, một loại 2GB và một loại là 4GB. Thì bên mình là dòng 4GB các bạn nhé. Đấy thì mình chắc cũng chỉ test như vậy thôi. Thì để cho các bạn thấy là 14.800.000 đồng với cái phiên bản Core i5 đã đủ sức để cho các bạn chơi tựa game PUBG một cách thoải mái rồi. Đấy thì nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là muốn test trực tiếp các tựa game mới lạ hơn, các bạn có thể đến trực tiếp showroom tại bên mình, tại hai showroom là 110 Phú Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội và một cái ở 68 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội để được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Đấy thì con này nếu các bạn mua thì được bên mình bảo hành là 6 tháng, tất nhiên là có các gói nâng cấp bảo hành cao hơn và được tặng kèm là một ba lô chống sốc trung trần, một cái chuột quang đi kèm cùng một cái lót chuột. Thì rất mong các bạn sẽ ủng hộ show mình. Thì cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.